下雨了，给了你一把伞，不记得今天还姗姗来迟，笑着对我说没有，还期盼你突然送惊喜给我。Hello hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh channel của Emilyna Beauty Official. Hôm nay thì Emily cùng với bạn của mình là bạn Thi đến quán tên là Hua Wu Lou trên đường Bùi Thị Xuân. Chi nhánh này là mình đi chi nhánh 2 nha. Thì ở đây các bạn có thể xem qua cái không gian quán của mình. Tụi mình có đặt bàn trước vào lúc 6 giờ thì quán cũng khá là đông. Mình ngồi ở phía dưới nha các bạn. Đó. Về menu thì mình được đem ra là 2 cái menu và mỗi cái menu đều có 2 mặt luôn. Nếu như các bạn có thể tham khảo thì mình giá dao động của mình là tầm khoảng 30 mấy, 40 mấy. Thì cái phần đầu của mình là phần về dim sum, những cái phần liên quan đến điểm tâm sáng, đồ hấp, đồ xào, bánh cuốn đó. Còn phía bên kia của mình thì là những món cơm, miếng, xôi, tức là những món về ăn no đó mọi người. Và Emily nghĩ là nếu mà các bạn đi gia đình, đi nhóm đông thì nên kêu những cái phần này, còn không là ăn không nổi nha, nhiều lắm luôn. Và cái phần tờ còn lại là những món các bạn để ý là có đánh số đó, thì những món giống như là để dùng để ăn với cơm, ăn với mì thì có cả gà ác, có cả những cái món như là bào ngư, súp bào ngư, bò tiềm, gà ác tiềm. Nói chung là đặt những cái món của người Hoa, đặc sệt những món của người Hoa luôn nha. Ở đây gọi món thì mình sẽ được phát một cái tờ như thế này, có đầy đủ tất cả các món luôn. Thật ra là ở trong menu cũng chưa có thể hiện hết đâu, trong cái tờ giấy này mới nhiều nè các bạn, có cả đồ uống nữa, phần cua, mực, tôm nữa. Đây là bạn Thi này cả nhà. Ở đây thì một lần ra cũng rất là nhiều món, họ không phải là ra từng lần lượt mà nói chung là một lần ra khoảng 3-4 món luôn á mọi người. Thì đầu tiên là sẽ có là tàu hũ, ki chiên tôm, càng cua bách hoa, chả giò tam tơ. Đây là những món đầu tiên mà quán quân ra, và có cả một cái chén sốt giống như là mayonnaise kem béo, và cái kế bên là chén sốt xí mũi tắc. Đây là súp bong bóng cá thịt cua. Thì Emily sẽ thử cái món súp bong bóng cá thịt cua trước nha. Các bạn thấy cái topping cũng khá là ok. Thật ra là cua không có nhiều lắm đâu, thấy thanh cua và bong bóng cá là nhiều. Thì ăn vô cái hương vị là mùa hải sản rồi tươi. Nghe mùa hải sản rồi tươi. Ok, nêm nếm vừa ăn. Hai vị được. Mắm trên này. Súp sao? Tươi đúng không? Rồi súp ok nha mọi người ơi. Súp thì mình sẽ cho 8/10. Tiếp theo là món há cảo sò điệp. Thì đây là một trong những món mà Emily recommend. Thì các bạn có thể thưởng thức. Ở trong nhân của mình cũng khá là nhiều. Rất là thơm nha. Giỡn mỏng. Ăn thấy được con sò điệp ở trong luôn. Rất là thơm. Đứng trên mùi. Bạn Thi thì ăn được cay cho nên bạn cho một chút xíu sa tế vô trong cái phần nước chấm của bạn. Và bạn dùng nước chấm có sa tế. Thì cái hương vị nó khác mình một chút, là mình chỉ chấm nước tương thôi. Vị thơm ngon. Vị thơm ngon. Cắn cái mình thấy cái miếng gì ta? Sò điệp đúng không? Cái nhân nó nhiều đúng không? Đúng rồi. Ừ. Nhưng mà nếu mà ở trong đó, nó dai hơn một xíu nữa thì ngon. Tức là ở trong này là hơi mềm hả? Đúng rồi, nó dài hơn xíu nữa. Nãy tôi cho 8 thôi vậy. Nãy tôi cho 8, bà cho nhiều 8/10 đi. 8/10 rồi, ok. Tiếp theo là xíu mại trứng muối. Bình thường mình ăn xíu mại tôm hoặc là xíu mại hấp bình thường rồi. Hôm nay mình kêu thử là trứng muối xem như thế nào. Thì ở trên là trứng muối nha mọi người. Cắn vô thì thấy cái thơm mùi trứng muối lắm. Mùi trứng muối. Cái vị nó lạ nha, nó ngon, nó ngon á, nó béo béo mùi trứng muối. Nó thật cứng á. Tháng này thì ngon. 7/5, hơi cứng, 7/5 nha. Thực ra Emily nói rõ hơn là khi mà các bạn cắn cái phần ở trong đó, nó hơi kiểu như cứng cứng. Nhưng mà thật sự là cái mùi trứng muối nó thơm thiệt, nên bạn nào mà thích béo béo thì sẽ thích cái mùi này nha. Trứng muối nhiều. mùi trứng muối nhiều. Ở trong thì dài, nó hơi cứng đối với tôi á. Bình thường mình ăn là cái này nó mềm hơn xíu, cái này nó hơi cứng. Nhiều điểm. Nãy tôi cho 7 rưỡi. 7. Bạn thi xuống 7 nha mọi người. Bây giờ tam tơ nha mọi người, chấm với lại nước sốt xí muội hả? Tắt tắt. Ăn một cuốn thôi, ăn đến cuốn thứ này sẽ ngán nha. Tắt rưỡi. Nãy giờ ăn trước thử rồi, hết sốt. Cái này là phải ăn nóng giòn mới ngon đúng không? Bạn thi chấm thử cho ngớp xem mùi vị nó có khác nhau không? Tốt nhất là nên trộn hai này với nhau là ok đó. Tức là sẽ trộn cái sốt mayonnaise với lại tương ớt. Lớp ngoài là tàu hủ kia nha mọi người. Lớp ngoài giòn. Giòn ok. Ở trong thì thịt cũng xăng tươi. Cái nếm thì cũng ok. Được đúng không? 8/10 rồi, ok. Càng cua bách hoa, món này là 50.000, chỉ có một cái càng như thế này thôi nhưng mà nó rất là to tại vì ở trong có nhồi á các bạn. Ở thịt cua và cũng giống như là giò sống gì thì phải, thì mình phải chia làm đôi như thế này. Viên này là 50.000 một viên. Cái này chấm cái này đi. Ngon nha. Ok á, ngon. Ở ngoài giòn ở trong mình. Cái này 9/10 nha. 9/10 nhưng mà một càng ăn 2 người. Không nên ăn 1 người, ăn 1 người ngán. Rồi. Chân gà hấp tàu xì là một trong những món favorite của Emily khi mà Emily đi ăn những món dim sum như thế này đó mọi người. Chân gà được cái mềm á, nhưng mà cái nêm nếm của nó thì thấy sao? Tương cũng nhiều, chân gà thì mềm nha, tương nhiều. Nhưng mà khi ăn thì phải nó cũng phải là hơi ngọt một xíu nữa. Hơi ngọt một xíu nữa. Về khẩu vị của bạn giống tôi á, kiểu như là nó thiếu cái vị ngọt đúng không? Thiếu. Đúng rồi. Nhiều điểm. 8/10 đi. 8/10 đúng rồi. Không chào. Dạo gần đây là khẩu vị của Emily với lại bạn Thi khá là giống nhau, cho điểm khá tương đồng đó mọi người. Vô tình lướt Facebook thì mình thấy có một bạn review và recommend món mai cua phô, mai nướng này. Thì Emily thử tò mò ăn thử xem như thế nào. Mùi hô mai rất là béo. Có thịt cua. Một mùi hô mai rất là béo. Này vang nóng không ngon đúng mà recommend món này cũng đúng. Mày tim bé thì sẽ thích, tim không bé sẽ không thích béo nha. Một cái ưu điểm cũng là nhược điểm của quán đó là bưng đồ ăn ra quá lẹ mọi người, tại vì bưng ra lẹ thì sẽ rất là mau bị nguội, mà món này ăn nguội thì không ngon nha. Cô mai béo. Ok không? Ok. Ăn cho biết vậy thôi. Nhưng mà kiểu này gọi là ăn có hương có hoa. Hay lạ đúng không? Nhiều điểm. 8/10 đi. 8/10 đi đúng rồi, đồng ý. 8/10. Cô lột hoàng kim tức là cô lột sốt trứng muối nha mọi người. Nếu như mà Emily cảm nhận cái món này, Emily ăn rồi thì Emily mới quay cho bạn Thi, thì Emily thấy món này khá là mềm. Tại vì lúc này cái sốt trứng muối nó ngấm vô bột nó hết giòn rồi mọi người. Nó lớp bột chiên thì có hết trứng muối rồi. Nó hay là mềm cái lớp bột chiên đó. Nó mềm đúng rồi. Không, cái sốt trứng muối nó nhiều quá luôn á. Nhưng mà ăn một vị trứng muối nó đậm đúng không? Tại vì trứng muối nó nhiều quá nó làm cho cái lớp bột nó không có giòn nữa. Đúng rồi. Ăn mau ngán nha. Ăn nhiều ngán đó nha. Nhưng mà 8 thôi. Nhưng mà nhưng mà được cái nó nhiều. Đúng rồi, được cái nhiều, quá nhiều luôn, quá nhiều luôn á. 175.000 cái dĩa này. Ừ, đúng rồi, 175.000 cái dĩa này. Không nhiều, nhiều thiệt. Ok, vô rồi này đi. Mực bơ tỏi hả? Đúng rồi, bơ tỏi. Xào bơ tỏi, bơ tỏi chắc chắn tương ớt. Nước ngoài vẫn giòn mà ở trong mực hơi cứng, hơi dài. Ăn cho biết thôi, không recommend món này nha. Bữa ăn này của mình là khoảng hơn 700.000. Thật ra là giá không có mắc đâu, nhưng mà tại mình kêu nhiều á. Đánh giá chung buổi ăn ngày hôm nay bạn Thi cảm thấy như thế nào? Giá cả thì mềm. Giá cả mềm, hợp với lại học sinh sinh viên. Gia đình ăn cũng được. Đúng rồi, ok. Lượng ăn thì cũng nhiều, nói chung là giá rẻ nhưng mà khẩu phần cũng khá nhiều nha, chứ không ít nha. Trong cái những món mà tụi mình gọi á, thì có lẽ là cái món cua lộn này là phải ăn nhiều người nha, tại vì thật sự nó rất nhiều nha mọi người. Mực cũng vậy nha, hai món này là chắc chắn phải gói đem về, không ăn nổi. Recommend món nào Thi nhỉ? Recommend món nào? Đây đi. Mai. Cua phô mai nướng nè, sò điệp, ăn hết rồi. Sò điệp, há cảo sò điệp là recommend nha, tại vì nó ngon thật sự mọi người. Gì nữa? Cái cua, cái càng cua bách hoa. Càng cua bách hoa được. Tôm. Cái này nói chung là về các cái món này đối với lại Thi thì trung bình. Trung bình nó không có bật bằng mấy cái món nãy, nên là mấy món nãy là recommend ha. Mấy món này thì ăn thử cho biết ha, ăn thử cho biết, nhưng mà recommend là há cảo sò điệp với lại phô mai, cua phô mai nướng, càng cua bách hoa. Rồi, 3 món recommend cho mọi người nha các bạn ơi. Như vậy là hôm nay em sẽ dẫn mọi người để tham quan thêm một cái món, một cái địa điểm để các bạn dim sum để có thể tham khảo nha. Thì đánh giá chung buổi ăn ngày hôm nay rất là ok, giá cả cũng như là chất lượng, như là địa bàn, cái vị trí ở quận nhất này thì những bạn nào mà đi với gia đình, đi với bạn bè thì có thể nốt quán này trong cái list của mọi người nha. Hai tụi mình chỉ uống trà đá thôi, vì sau đó hai tụi mình còn đi uống nước nữa. Thì đây cũng là một cái trải nghiệm thú vị cho hai đứa mình. Đây là lần đầu tiên hai đứa mình đến quán này luôn, cũng là lần đầu tiên hai đứa mình thử cái dim sum ở Hua Wu Lou ở trên đường Bùi Thị Xuân này. Thì đây là những món mà hôm nay Emily và bạn Emily gọi. Thì hy vọng là có một chút xíu gì đó cho các bạn tham khảo. Nếu mà bạn nào có ý định đi ăn dim sum, đừng quên nhấn like và subscribe kênh cho Emily nha. Bye.